Xin chào các bác ơi, lại đây em đây các bác nhá. Lại view cho bác hai cái mẫu điều hòa đây. Hôm nay thì em mới lên được hai cái siêu phẩm. Hai cái siêu phẩm, một máy 9.000, một máy 16.000. Đều là hàng zin bản, không sơn xịt, chỉ có gọi là nâu qua xà bông là chúng ta có thể được những con máy, những con siêu phẩm nó đẹp như thế này các bác nhá. Đó. Thì hai con siêu phẩm, con thứ nhất là con viền đen, máy 9.000. Hôm trước em đã view cho tất cả các bác xem rồi đây. Con dàn màu xanh ấy. Đó, một dàn màu xanh máy 9. Đây này, dàn xanh biếc luôn các bác nhá. Dàn xanh luôn, rất là đẹp. Máy 9.000. Dàn rất là xanh nhá. Một con thì nó là máy 16.000. Cũng zin bản. Đây cũng zin bản nhá. Dàn cũng có này dàn à, mã này thì không thể dàn xanh được không? Mã này dàn trắng. Đây này. Mã dàn trắng đây. Rất là đẹp, máy 16.000 BTU nhá các bác nhá. 16.000 BTU thì hôm nay em view cho toàn thể các bác và mọi người hai cái mẫu. Một là mẫu 9.000 đời 2012. Con này nó bị lệch đầu quá. Lạnh của nó thì là 212, còn nóng của nó là 23. Nhưng có chung cùng một mã X. Về lô thì nó đôi lúc nó lệch 5. Lệch 5 nhưng không làm sao hết. Đều là những con rất là đẹp thôi. 22 các bác. X22C thì nó sở hữu một cái dàn xanh rồi, đời 2012. Điện áp thì 200V, 800W các bạn. Độ tích vi điện của nó là ngửi hơi điện 720. Đấy. Tổng khối lượng là 14 cân. Nhá, 14 cân. Con này là full tính năng rồi. Tem tiếc zin bản hết này các bạn ơi. Tem zin hết. Tất cả đều zin hết. Đều rất là đẹp các bạn. Đều rất là đẹp, nhìn nói chung là mê luôn. Nhá. Nhìn mê luôn. Đó, đây này, cục nóng ở đây. X223C. Điện áp từ 100V đến 1,28 cân ga 410. Tổng khối lượng ở ngoài trời nặng 38 cân. Cũng có mã check QR rồi. Rất là view rất chi tiết để cho các xem mã check của nó nhá. Đó đây này, ok chưa? Dàn xanh, con này dàn xanh, dây giếc đều là zin hết đây này. Dây zin con này tất cả đều zin bản hết, rất là đẹp. Rất đẹp nha các bác nhá. Đó, một con máy 12.000 hàng VIP full tính năng. VIP full tính năng. Máy 12 à máy 9.000. Thì bây giờ những con viền tinh anh này thì đang phân phối toàn thể mọi người. Toàn thể anh chị em nhà mình với cái giá là 7 triệu 500.000 thôi. 7 triệu 500.000 thì bác có điều khiển mới ra chồng mà lạnh zin. Điều khiển thì vẫn là điều khiển của em nó thôi, vẫn là cái điều khiển zin bản, không thể khác được ngoài cái điều khiển này cả. Không các bác, đấy mặt mũi đôi đây, mặt mũi đây khá là đẹp, sơn zin, tức là những mặt sơn này đều không sơn lại, chỉ có gọi là nâu qua thôi các bác nhá. Đó đây này. Đó, tem này, tem em dán này trang trí thêm. Nói chung là rất là đẹp. Rất là đẹp rồi. Không cần son phấn thì cũng vậy thôi các bạn. Giá chỉ có 7.500.000, các bạn có sở hữu một con VIP. Hàng VIP full tính năng. Lần nia dọn dàn Eco La Vi La Lô đầy đủ quả. Sản xuất 2012-2013. Nói chung là những con sản phẩm này thì các bác bỏ số tiền cũng khá là hợp lý. Vì nó là inverter, thì cái điện 2 chiều nóng lạnh. Thì các bác bỏ số tiền chỉ có hơn 7 triệu. Thì như máy Việt Nam thì mới có sử dụng máy 9.000 thì nó phải hơn 9 triệu. Mà nó chỉ có 1 chiều thôi. Đây nó là 2 chiều inverter. Mà xung quanh nó là vô vàn những cái tính năng rất là cao. Để lại những cái chất lượng không khí tốt nhất của mình. Nó có Eco La Vi, Lalo E này. Đấy. Khử khuẩn, nọc không khí, cảm biến nhiệt độ, tiết kiệm năng lượng. Đấy, nói chung là những cái mã này thì nó rất là đẹp. Các bác nhá. Rất là đẹp, các bác mà biết được cái video của em để mà mua những sản phẩm này của em, nói chung nếu mà để mà dùng thì khá là tốt mà khá là tiết kiệm điện, dùng trong vòng khoảng 10 đến 11 12 13 năm là các bác đã tiết kiệm được một số tiền như kiểu mua được một con điều hòa nữa rồi các bác. Đấy, nên các bác cân nhắc để sở hữu được em này mà tính năng của nó rất là vô vàn, nó đều là nóng lạnh inverter, tiết kiệm điện 2 chiều, nóng lạnh hút ẩm các bác, cả tính năng hút ẩm luôn. Về mùa lồm như ở miền Bắc thì nói chung rất là lồm, thì các bác bật luôn tính năng hút ẩm thì các bác xài thì nó dùng rất tiết kiệm, đỡ phải mua hút ẩm các bác. Đấy, nhưng bác miền Nam thì chắc ít lồm, ít ẩm thì nói chung ít sử dụng, chỉ sử dụng chiều lạnh thôi. Miền Bắc thì nó dùng là những con này nó là có rất công năng rất cao, chạy được 4 mùa xuân hạ thu đông các bác nhé. Đấy, các bác cân nhắc để mua những cái sản phẩm này. Đây có siêu phẩm anh em chỉ có giá 7.500.000 thì bao gồm điều khiển với giá trần và lạnh các bác nhé. Đó, ok chưa? VIP luôn, hàng zin bản VIP 100%. Em bán là mặc hôm nay nó lệch đầu thì bán rẻ đi 7.500.000, nhưng con này nếu mà để mà zin bản thì nó phải 8.500.000 thôi. Thế coi nhá. Đấy, ok, 7.500.000 một con này. Bác cần nhấc máy inbox chưa? Số điện thoại Zalo của em
0961519122 cũng là số Zalo của em luôn bác nhá. Ok, đó là một con siêu phẩm thứ nhất. Một con siêu phẩm thứ hai đến từ Panasonic. Con này con zin bài rất là đẹp các bạn. Đây. Bạn nhìn chưa? Rất là đẹp. Cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Cực kỳ là đẹp luôn chứ không phải không. Đây này, 405 6R2. Đây điện áp thì 200V rồi, chạy thì 1,63 kW, sản xuất S015, mã trích quý rồi, để chống tem giả, tem nhái, tem không đúng theo sản phẩm. Tổng khối lượng là nặng 14,5 cân. Nói chung trên thị trường các bác, nhiều các bác làm giả tem rất nhiều, nhưng sản phẩm này nhà em các bác nhìn những cái model này, các bác đã cảm nhận được đúng đời đúng năm nó rồi các bác nhá. Đây các bác ơi, những con tên nửa này thì không thể nào mà bỏ đi đâu được, là nó là không phải 215 cả. 214 không có tên nửa, 23 không có tên nửa, 22 không có tên nửa luôn, chỉ có 215 đổ lên các bác nhá. Thì những con siêu phẩm như này thì chuẩn xác là có tên nửa, không cần phải nói về tem zin hay là chất lượng kém chẳng hạn. Zin hay không thì các bác nào đã chơi đã sạch rồi nhìn một phát các bác có thể biết ngay con này đúng con 2015, tên nửa VIP, không tránh đâu được các bác nhá. Khẳng định đanh thép 100%. Ok chưa các bác? Đây cục nóng của đây, cục nóng của nó là 405 6R2, điện áp 200V này, 1,32 cân ga R32. Con này dài xài ga R32 đâu. Tổng khối lượng ngoài trời nặng 38,5 cân. Con này sử dụng cái dàn đồng 3 lớp, thợ nó báo cho em là dàn đồng 3 lớp các bác nhá. Thì đây cái ấy của nó đây. Đây này, zin bản này không được bác nhìn đây biết là 2015 này. Thấy chưa? Đấy ok chưa? Đấy khá ok, khá chi tiết nhá. Zin luôn 2015 này. Đây các bác ơi, bác thấy chưa? Em view thì rất là kỹ, rất là kỹ để cho các bác xem. Các bác mua trên mạng thì nói chung là nhiều lúc bác không nhìn được, thì nói chung nhiều các bác lăn tăn, thì em cứ view thật là kỹ, thật là kỹ kẹt. Đôi lúc là cũng mất nhiều thời gian, các bác cũng thông cảm giúp em nhé. Đây này, 405 6R2, điện áp 200V, 1,32 cân ga R32, tổng khối lượng là 38,5 cân. Con này sở hữu dàn đồng 3 lớp, đồng rất đẹp, đồng 3 lớp, đồng rất đẹp đây. Ok chưa? Dàn này. Đấy, ok chưa? Nhá. Đấy, điều khiển đây. Điều khiển đây. Vẫn là cái điều khiển này. Bất di bất dịch thì vẫn là cái điều khiển như này, với gọi là điều khiển tên lửa, sử dụng công nghệ AI, tất cả mọi thứ đều ok. Xin sử dụng điều khiển này các bác nhá. Đây thì hôm qua em view 4 quan thì 4 quan hôm nay vẫn nằm đây. Thời tiết giờ này nó lạnh nên các bác miền Bắc sử dụng ít, miền Nam cũng không phải là mùa nóng nên các bác là sử dụng rất ít. Nhưng cái giá cả bây giờ rất là hợp lý để các bác lựa chọn các bác nhá. Đây, hàng rất là nhiều. Còn rất nhiều hàng cho các bác. Đó như con 16.000 mà zin bản như này. 16.000 mà zin bản này thì em đang bán cho toàn thể các bác, toàn thể mọi người với giá 11 triệu. Là đủ đô. Điều khiển với giá treo. Điều khiển với giá treo mà lạnh nhá. Còn con này nó xài điện 200V rồi thì bác cứ dùng 200V thôi. Các bạn dùng 200V thôi. Đấy, này các bác dùng 200V thì cái giá tất cả những cái giá như em bán giá công khai các bác nhá. Giá công khai thì các bác nó hợp nhãn, hợp túi tiền của mình, inbox chưa? Inbox chưa? Chứ không em không bán theo cái kiểu là không báo giá gì hết. Đây. Đó, các bác ngắm đi, ngắm con máy 9 nhá. Con này con dòng viền đen. Trên viền đen thì nó là dòng tên lửa. Đây dòng tên lửa các bác nhá. Thì em báo giá công khai cho mọi người rồi. Thì các bác nào hợp với túi tiền, hợp với căn phòng của mình thì inbox chưa nhá. Đấy. Cũng view này thì thật ra thì cũng không phải là mùa hè mới view, tất cả mùa đông em cũng đều view cả. Mùa đông đây bếp từ cũng rất là nhiều này. Hôm nay em đã xả bếp từ nồi cơm. Nồi cơm thì giá thì 600-700 nghìn một con nồi cơm. Các bác đã có nồi cơm nội địa dùng rồi. Chất lượng thì cơm thì khá là ngon. Sử dụng cao tần rồi áp suất mọi thứ. Nói chung nhiều công năng tính năng lắm. Nhưng nó bất tiện là nó sử dụng cái cục đối nguồn. Đấy, điện áp 100V mà các bác. Đấy thì hôm nay em view cho toàn thể mọi người, toàn thể anh chị em, toàn thể gia đình YouTube của mình. Một cái video thật ngắn gọn tầm khoảng 10 phút thì rất mong các bác ủng hộ các bác nhé. Các bác nào mà có căn phòng của mình phù hợp thì các bác ủng hộ em, inbox cho em, điện thoại Zalo của em 0961519122. Em tư vấn miễn phí toàn thể mọi người. Các bác có căn phòng như thế nào, có diện tích phòng như nào, với cái tầm tiền như thế nào thì các bác inbox cho em. Thì em hiện tại bây giờ cũng không thể dọn được những mẫu thông thường. Hàng thì cứ dọn lên những mẫu VIP này thôi. Các bác cứ dọn cho bác mũ VIP này, dùng nó sướng. Mùa hè thì nói chung là có nhiều bác thì nóng nên mới cần. Nhưng bây giờ mùa này em thấy là các bác đã có điều kiện, các bác hay săn về mùa đông mua nhiều. Nên em toàn sử dụng những cái mẫu VIP cho toàn thể các bác lựa chọn.
cho nó phù hợp với cái túi tiền của bác. Đa số mùa đông các bác có điều kiện, các bác có điều kiện thật sự như các vậy. Các bác tính rất xa, các bác tính mùa đông các bác mua được mùa hè bác dùng. Các bác rất là thông minh trong cái khoản như vậy, các bác nhá. Ok, thế cảm ơn tất cả các bác nhá. Rất mong các bác ủng hộ. Chúc các bác đã có một buổi tối thật vui vẻ bên gia đình và người thân yêu của mình. Cảm ơn các bác xem kênh của em, các bác nhá. Bác xem kênh thấy hay thì cho em một lượt thích, các bác nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em một lượt đăng ký kênh. Các bác thấy hay cho em một lượt chia sẻ, một lượt nút chấm vào đấy nhá. Rồi cảm ơn các bác rất nhiều, các bác nhá.